Bạn có tin đây là một trường học không? Tất cả bức tường đều bị vẽ bậy. Học sinh ăn mặc như giang hồ gặp nhau là đánh. Nữ sinh bị trực tiếp xé áo. Cô giáo đứng ra bảo vệ cũng bị trêu ghẹo. Học sinh ngang nhiên buôn bán vật cấm, lên lớp mang theo súng. Thầy giáo thì bị đánh đến mức nhập viện. Trường học này có thành tích đứng đầu từ dưới lên. Tỷ lệ thi đỗ 4 kỹ năng cơ bản là 38%. Chỉ khi đạt được 75%, hiệu trưởng mới được tiếp tục nhận chức. Ông tìm đến thanh tra giáo dục hỏi ai có thể làm được. Thanh tra nói, Joe Clark. Đây là người có tình kỳ quái. Người ta gọi ông là Joe điên. 20 năm trước trường cấp 3 này vẫn rất ổn. Chỉ vì thị trưởng muốn tiến hành kế hoạch quản lý mới. Joe đứng bên bàn, chổng mông về phía thị trưởng, đồng thời dính đồng tiền lên đầu lãnh đạo. Sau chuyện này, Joe bị điều đến một trường tiểu học. Bây giờ, vì muốn giữ chiếc ghế hiệu trưởng, chỉ đành mời Joe xuất núi. Thanh tra tìm đến Joe và nói rõ nguyên nhân. Nhiều năm qua công việc và cuộc sống hôn nhân của Joe đều không ổn định. Không có nơi để thực hiện lý tưởng của mình. Ông cảm thấy đây là cơ hội tốt liền đồng ý. Khi ông quay trở lại ngôi trường mình đã xa 20 năm. Nhìn những chú vịt vẽ đầy trên tường. Ngôi trường không thể thảm hại hơn. Ông vô cùng bùi ngùi. Ông đến văn phòng họp. Ông còn chưa mở miệng. Một thầy giáo cứ nói mãi không thôi. Joe nói, sau này khi họp chỉ ông mới được nói. Những người khác không được phát ngôn. Sau này điều ông nói chính là điều lệ, chế độ. Sau đó, ông sắp xếp công việc, theo từng đặc điểm của mỗi thầy cô. Ông bảo tất cả giáo viên viết danh sách học sinh hư. Sau đó tổ chức cuộc họp cả thầy và trò. Trên khán đài, học sinh cười đùa, đánh lộn. Dưới khán đài cũng chả tốt đẹp gì, loạn hết một loạt. Ông nhiều lần nhắc nhở mọi người trật tự nhưng không hề có tác dụng. Ông tuyên bố đuổi học tất cả học sinh phía dưới. Sau này họ không được bước chân vào trường nửa bước. Tiếp đó, ông kêu bảo vệ đuổi chúng ra ngoài. Ông nói với những người ở dưới khán đài, nếu không thể hiện tốt lần sau sẽ đến lượt các em. Lúc này phía dưới mới trật tự trở lại. Joe nói rằng có người nói trường học này đã chết. Nhưng tôi muốn nói linh hồn ngôi trường vẫn còn. Nếu cuộc đời các em không thành công thì đừng trách bố mẹ, đừng trách bất kỳ ai, chỉ có thể trách bản thân các em. Các em đến đây chỉ có một mục tiêu duy nhất là học tập, phấn đấu vì ước mơ của các em. Còn những điều khác đều là lãng phí thời gian. Sau cuộc chia sẻ, dường như học sinh đã được thức tỉnh. Cả hội trường im lặng. Tiếp đó trong cuộc họp phụ huynh của học sinh bị đuổi học đứng lên đòi giải thích. Joe nói, một cục phân chuột có thể làm hỏng cả nồi cháo, huống hồ là 300 cục chứ. Đây là cuộc chiến từ bỏ 300 quả táo thối giữa để cứu lấy 2.700 học sinh khác. Sở dĩ đứa trẻ không được giáo dục tốt vì bố mẹ chỉ biết ăn mà lười làm việc. Người như vậy có thể dạy dỗ ra những đứa trẻ như thế nào đây? Nếu có ai bất mãn, có thể dẫn con cùng đến học, xem chúng ở trường đã làm ra những việc gì. Điều này khiến bà mẹ không còn gì phản bác, đồng thời nhận được sự tán thành từ những phụ huynh khác. Một học sinh bị đuổi học tìm đến Joe. Cậu không phải một đứa bé hư mà bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Để sinh tồn cậu phải làm vậy. Sau khi cậu hứa sẽ học hành chăm chỉ, Joe đã để cậu quay lại trường. Dưới sự chỉnh đốn của Joe, trường học dần trở về quỹ đạo. Học sinh có thể yên tĩnh ngồi ăn trong nhà ăn. Dù có đi đến chỗ nào trong trường, Joe cũng mang theo một chiếc loa. Ông có thể nhớ tên học sinh một cách nhanh chóng, yêu cầu học sinh chú ý cách ăn mặc để ra dáng của một học sinh, không được giống với mấy tên côn đồ. Đối với những học sinh không mặc gọn gàng, ông bắt lấy người điển hình và cảnh cáo mọi người, đồng thời phạt họ hát bài ca ngợi trường. Ông bắt học sinh phải học thuộc bài ca ngợi trường. Đó là linh hồn của trường học, có ảnh hưởng ngầm đến học sinh. Giáo viên âm nhạc còn đang bận chuẩn bị cho cuộc thi, nên không muốn dạy học sinh bài ca ngợi trường. Ông tuyên bố đuổi việc cô ngay lập tức. Hôm đó đột nhiên có người đến trường gây chuyện. Nghe thấy vậy, Joe nhanh chóng chạy đến. Chỉ với một chiêu, ông đã khống chế được kẻ gây chuyện. Vì an toàn của học sinh, Joe quyết định dùng dây xích để khóa cửa. Trong giờ học không cho bất kỳ ai ra vào. Ông nhìn thấy một nữ sinh không có nhà để về, nên đã dẫn theo một cô giáo tìm đến nhà cô bé. Trên đường gặp phải trẻ em ăn mày, ông đã giúp đỡ bằng hết khả năng của mình. Sau khi tìm hiểu và biết được phụ huynh bé gái không có công việc, nên không có khả năng nuôi con, Joe hứa chỉ cần cô không đuổi nữ sinh kia ra ngoài, ông sẽ tìm cho cô một công việc có mức đãi ngộ tốt. Tối hôm đó, thanh tra đến tìm Joe. Bà phụ huynh tóc xoăn kia đã đưa tin về việc Joe khóa cửa bằng dây xích, nói ông là một nhà độc tài bạo lực. Joe nói chính vì mấy người nên trường học này mới trở nên như vậy. Thanh tra rất tức giận, nhưng cũng hết cách. Sau đó, cảnh sát đến điều tra. Rất nhiều phóng viên đi theo. Joe chặn bọn họ ở ngoài, tay cầm gậy tennis và nói, ông chính là Joe điên. Vì an toàn của trường học, ông phải ngăn chặn đám côn đồ bước vào trường. Nhìn thấy học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh, ông đã phát bọn chúng hát bài ca trường. Ông phát hiện chúng đã đổi lời bài hát. Ông hỏi giáo viên âm nhạc vậy là thế nào. Cô nói, lời bài hát trước kia quá khô khan, nên đã biến nó trở nên thú vị hơn. Joe khen ngợi cô hết lời. Trường học cần được đổi mới sáng tạo, cần có những người dám chịu trách nhiệm. Phó hiệu trưởng lúc nào cũng tìm ông để thương lượng, khiến Joe không hề hài lòng.
ông bảo cô cần suy nghĩ độc lập và giải quyết vấn đề. Kết quả kiểm tra đã có, tỷ lệ đạt chuẩn là 33%, quá xa so với mục tiêu. Sau khi tan học, Dâu tập trung giáo viên ở sân bóng. Thời gian còn lại không nhiều, ông yêu cầu giáo viên phải dạy bù cho học sinh vào cuối tuần. Đối với nước Mỹ chủ trương tự do, dạy thêm cuối tuần là điều không thể. Dâu yêu cầu giáo viên giơ hai tay lên, thành tích của học sinh không tốt, đều là lỗi của giáo viên. Bây giờ mọi người giơ tay và đối diện tôi, giáo dục con trẻ không tốt, sau này bọn chúng cũng sẽ phải giơ tay thế này. Nhưng thứ chúng đối diện có thể là nòng súng. Sau đó, giáo viên và học sinh đều vô cùng tích cực. Trong tiết thể dục, Dâu còn nhảy dây cùng học sinh. Thời gian trôi qua nhanh, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Dâu tổ chức buổi chia sẻ trước khi thi. Các em ngồi đây không phân biệt da trắng hay da màu. Tiếp theo đây là một cơ hội vô cùng quan trọng. Các em cần tin bản thân và tin vào tương lai. Trường học sẽ thay đổi vì các em. Hãy chiến thắng kỳ thi cho bản thân một tương lai mới. Buổi chia sẻ khiến học sinh và giáo viên vô cùng phấn khích. Trong âm thanh của bài ca trường, học sinh bước vào trường thi. Khi mọi người đều đang chăm chú làm bài, đội phòng cháy chữa cháy đột nhiên đến kiểm tra, lấy lý do làm trái với luật phòng cháy chữa cháy, bắt Dâu đi. Trong cuộc họp hội đồng của trường học, bà phụ huynh tóc xoăn đòi bãi nhiễm Dâu. Kết quả bị tất cả phụ huynh phản đối. Thị trưởng vì cuộc bầu cử mà không muốn đắc tội với hai bên, ông chỉ ngồi một bên và không nói gì. Hôm đó, rất nhiều học sinh và phụ huynh đứng bên ngoài. Họ yêu cầu thả Dâu ra vô điều kiện. Thị trưởng sợ việc trở nên nghiêm trọng, bèn tìm đến Dâu, hy vọng ông có thể khiến học sinh về nhà, nếu không sẽ để cảnh sát giải quyết. Lo lắng cho an toàn của học sinh, Dâu bước ra ngoài. Lúc này, bà phụ huynh đang khuyên học sinh quay về. Cô nói, mọi người bị tên hiệu trưởng đó mê hoặc rồi, chúng tôi sẽ tìm cho các em một hiệu trưởng tốt hơn. Đối diện với người đàn bà chỉ biết đứng giảng đạo lý, rồi nói năng cay nghiệt này, mọi người vô cùng kích động không muốn rời đi. Dâu thấy vậy liền bước ra, ông hy vọng học sinh sẽ tin vào luật pháp, về nhà để chờ kết quả. Lúc này, phó hiệu trưởng cầm theo bảng thành tích đến. Kỳ thi kỹ năng cơ bản lần này, 2.700 học sinh đã thông qua. Học sinh vui vẻ hô hò với nhau. Thị trưởng thấy vậy liền tiến lên phía trước, hy vọng Dâu có thể khen ngợi vài câu. Kết quả Dâu nói, đến gặp chính phủ đi. Sau đó ông cùng đám trẻ hát vang bài ca trường. Đây là một bộ phim dựa theo câu chuyện có thật. Đám trẻ này ra đời bất hạnh, nhưng gặp được Dâu là một điều may mắn.